Đây là sản phẩm được sản xuất và kiểm soát chất lượng bởi Sanhao Hàn Quốc. Sau đây là hình ảnh chi tiết. Đấy, anh nhìn đi. Hôm nay em sắp, ngày mai em xếp. Cứ một người dọn thì một người bày ra. Anh bảo làm sao mà em chịu được. Em vào đây. Tuần sau mình đưa mẹ đi viện dưỡng lão em nhé. Còn bây giờ để anh cho em xem mẹ. Em thấy tay mẹ yếu không? Còn chuyện này anh chưa kể với em. Khi anh 5 tuổi, anh mải chơi, bị ngã cầu thang. Nhưng lúc đó anh không thấy đau gì cả. Lúc mở mắt ra thì anh đang nằm trên người mẹ. Chính vì vậy mà tay mẹ yếu lắm em ạ. Tóc mẹ anh đấy. Cả đời em ạ. Tuần sau mình đưa mẹ đi viện dưỡng lão em nhé. Em xin lỗi.
Kìa mẹ, đừng có. Mẹ, mẹ có sao không ạ? Mẹ không sao không? Hôm qua mẹ con nói trẻ mẹ, hôm nay mẹ nấu bát chè cho con. Mẹ làm phiền con rồi. Không, mẹ không phiền gì đâu ạ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ.